Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món tráng miệng bánh sữa tươi caramel. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu để làm bánh gồm có 1 lít sữa tươi, 70g tinh bột bắp, 70g bột mì ngan, 1 quả trứng gà, 100g đường, 1 thìa canh sữa đặc, 20g bơ lạc và một ít vani. Đầu tiên, chúng ta cho trứng vào khuấy tan cùng với đường cát. Sau đó lần lượt cho bột vào. Chúng ta cho sữa tươi từ từ vào, khuấy đều tay cho đến khi thật mịn. Sau cùng là cho vani vào. Sau đó, chúng ta cho bột lên bếp, khuấy cho đến khi bột chín, mịn và hơi sánh lại là được. Lưu ý là các bạn khuấy bột với lửa nhỏ. Sau khi bột chín và hơi mịn lại, chúng ta tiếp tục cho bơ, sữa đặc vào. Trộn đều lên và chúng ta cho vào khuôn. Bột sau khi chín, chúng ta thoa bơ vào khuôn và cho bột vào khuôn, tráng đều mặt bột. Về phần caramel, các bạn chuẩn bị một thìa canh bột bắp, cho vào 100ml nước, khuấy tan. Thank you.
150 gram đường chúng ta nấu cho đến khi chuyển màu cánh gián. Chúng ta sẽ cho tiếp 150ml nước vào nấu cho tan. Sau đó, chúng ta cho nước bột bắp vào nấu. Chúng ta nấu cho đến khi caramel trong và sắc kẹo lại là được. Chúng ta dùng caramel trải lên mặt bánh, tráng đều.
Nếu thích thì các bạn có thể cho thêm nho khô hay các loại hạt tùy thích lên trên mặt bánh. Chúng ta cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 đến 4 giờ là dùng được. Chúc tất cả các bạn làm món bánh sữa tươi caramel thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.